Chào mừng tất cả cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, hôm nay Quỳnh Phạm quay trở lại với tất cả mọi người thì em tiếp tục lên những cái dòng siêu phẩm để phục vụ anh em chúng ta đi săn bẫy trong cái vụ đông này. Thì đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay, Quỳnh Phạm muốn lên sóng và chi tiết và báo giá combo 7 món cực kỳ là ưu đãi tại cuối buổi video này. Thì các bác cố gắng ngồi xem đến hết phần video mọi người nhá. Thì ở trên tay em đây là một cái mẫu mẹt cao cấp, hàng này là hàng mẹt thửa, và Quỳnh Phạm nói luôn, đối với dòng sản phẩm này anh em, ngoài chức năng chúng ta đi đánh bìm bịp ra, chúng ta có thể sử dụng đánh đa năng, ví dụ đánh chim săn này, đó, đánh tất cả những loại chim to to đều có thể sử dụng được nhá mọi người nhá. Thì ở dòng sản phẩm ngày hôm nay trên tay em đây là một cái mẫu mẹt một mặt cao cấp, chất liệu của nó là sắt sút cửa mọi người nhá, các bác nghe rõ dùm em, chất liệu là sắt sút cửa. Đối với dòng sản phẩm này, độ cứng của nó rất là đảm bảo, độ bật nhanh mạnh và khỏe cho anh em trong quá trình chúng ta đi săn bẫy. Và hàng này của nó làm sao ạ? Hàng này tất cả lưới làm sao đây ạ? Lưới của nó là lưới sợi mấy đây ạ? Toàn bộ sợi của nó là sợi chín cho em. Đấy, mọi người nhìn kỹ cho em, tất cả lưới sợi chín C3 dù thái cho em, lưới đan tay. Em xin nhấn mạnh là lưới đan tay chứ không phải là lưới cắt như ở trên thị trường đang bán đâu nha. Đấy là một cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai là ở đâu ạ? Hàng này, tất cả hàng này làm sao ạ? Cầu tử của nó là sao đây ạ? Cầu tử là cáp quang dây điện, một cái chất liệu mà bảo hành tròn đời chắc, chúng ta không mọt trong quá trình chúng ta đi săn bẫy, ok chưa ạ? Và tiếp theo nữa gì ạ? Tất cả hàng này từng mắt nan, từng mũi nan đã buộc dây dù siêu bền, các bác nhìn rõ hộ em này, buộc dây dù siêu bền và nhỏ keo hết rồi các bác nhá. Và hàng này đã được sơn đen ngụy trang này cho anh em rồi, hàng này em bao cứng, bao nhạy, bao bật cho anh em luôn. Đối với dòng sản phẩm chất liệu sắt suất này dùng rất là bền các bác nhá, cái này bọn em phải thu gom rất là nhiều thì mới được số lượng lớn để làm sản phẩm cho anh em. Và ngày hôm nay combo 7 món cho em, các bác nghe rõ nhá, combo 7 món sở hữu về tay với giá 399.000 các bác. Gồm gì ạ? Gồm một chiếc mẹt cao cấp như ở trên tay Quỳnh Phạm đang cầm ở đây, các bác nhìn rõ giùm em, một chiếc mẹt cao cấp này, đó, một chiếc dọ chuột bằng inox đi kèm, tặng kèm cho mọi người luôn này. Combo gì nữa đây ạ? 1 2 3 4 5 6 7, tất cả là 7 món sở hữu về tay với giá là 399.000, gồm một chiếc mẹt, một chiếc dọ chuột inox và 5 túi bổi hàng cao cấp đựng bổi cho em. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây mọi người nhìn thấy kỹ không ạ? Đây nha mọi người nhá. Đây là túi bổi chất liệu cốt tông để chúng ta sẽ có hai dây sách cho mọi người chúng ta đựng bổi luôn trong quá trình chúng ta đi săn bẫy nếu được bổi các bác nhá. Còn nếu các bác chúng ta không muốn lấy combo 399.000 này, nếu các bác không muốn lấy combo 3997 món này, các bác muốn lấy nguyên mẹt thì bên em xin thưa là vẫn tặng kèm dọ chuột cho mọi người với giá là 349.000, mọi người nghe rõ nhá. Và hàng này các bác yên tâm nhận hàng, bên Quỳnh Phạm cho bác thử hàng, kiểm tra hàng ok mới phải trả tiền. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Hàng bao đẹp bao đỉnh luôn, một cái chất liệu hàng cao cấp như thế này với giá chỉ có bao nhiêu ạ? Nếu mua nguyên chiếc mẹt này bên em vẫn tặng kèm theo dọ chuột inox hàng to lớn như này cho mọi người luôn nha. Và các bác lưu ý này, hàng này của nó rất là rộng luôn đó, một cánh của nó rơi vào bao nhiêu đấy ạ? Một cánh của chiếc mẹt này nó rơi vào tận 47 một cánh cơ đó, và chiều cao của cánh của nó sẽ là bao nhiêu đấy, em sẽ đo chiều cao cho mọi người luôn nha. Tính từ gốc ra của nó là ra đến tận đầu này của nó là 43, và tất cả hàng này đều có khóa bàn cho em, hàng cao cấp luôn, quá nhìn kỹ dùm em, hàng cao cấp luôn mọi người yên tâm tuyệt đối nha cả nhà mình ơi. Đó, và em bao nhạy luôn cho người luôn, ví dụ đây nhá, mẹt em đang treo cây, ví dụ đang treo cây cho mọi người chúng ta xem luôn nhá, em cho các bác luôn thực hành luôn này giúp em này, cho các bác xem luôn đó, mọi người thấy không ạ? Độ bật rất nhanh và nhạy luôn. Và quan trọng nữa, lưới đan tay cực kỳ là sâu túi như thế này, khi mà bổi vào các bác yên tâm tuyệt đối là không sợ mất bổi đâu nha cả nhà mình nha. Đó, hàng cao cấp bên em báo giá công khai rõ ràng luôn. Và tất cả hàng này toàn bộ xương của nó, xương sắt là 5 ly cho em, tất cả xương mẹt này các bác nhìn kỹ này, tất cả cái xương bao quanh như này toàn bộ làm sắt suất 5 ly cho em, siêu cứng, siêu khỏe, siêu bền và siêu nhạy luôn. Ok chưa? Một chất liệu mẹt chỉ có hơn 300.000 thôi, sở hữu ngay về tay cho em, nhận hàng bao kiểm tra hàng luôn, đúng sản phẩm và mẫu mã, anh em có thể rút tiền túi ra giả cho em. Và Quỳnh Phạm xin nói luôn với mọi người, các bác để mà so sánh những cái hàng ở trong trên thị trường đang bán chất lượng rất là kém, và kể cả quy cách đóng gói hoặc là quy cách làm việc của người ta không bao giờ bằng mẹt bên em. Mẹt bên em các bác ấy mua hàng về mới đầu còn lăn tăn về giá, nhưng sau khi đã sở hữu về tay 100% chỉ có khen chứ không bao giờ có chê, ok chưa? Đó, một hàng mẹt cao cấp bằng sắt suất như thế này, chất liệu mẹt thửa cao cấp cho em, các bác có thể bẫy đa năng, bẫy tổng hợp được, sở hữu về tay nguyên mẹt chỉ có 3349 thôi. Còn nếu các bác lấy combo 7 món ngày hôm nay sẽ có giá là bao nhiêu? 399.000 các bác nhá. Đó, mọi người cần liên hệ trực tiếp với em nhá. Chúc các bác chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào mọi người, hẹn các bác những buổi video sau.